tất cả các bạn. Thì Dũng hay em lại tiếp tục quay trở lại với anh em trong cái chuỗi series về chiếc xe Jupiter nha. Thì được biết thì một số bạn cũng có thắc mắc và hỏi về cái vấn đề là xe các bạn cũng là xe Jupiter. Thì lúc trước mình cũng đã chia sẻ anh em á, xe Jupiter thì nó được cái là nó tiết kiệm xăng. Mà không biết gì lý do tại sao mà các bạn cứ chạy xe mà nó cứ hao xăng, và các bạn thấy nó cảm giác giống như hao xăng quá nhiều. Không biết lý do tại sao thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em tại sao anh em thường bị hao xăng, và một số cái để anh em biết và anh em khắc phục lại để cho xe mình nó đỡ tốt xăng cũng như là đỡ tốt tiền hơn nha anh em. Ok, mình vào luôn. Anh biết á, xe Jupiter thì nó tiết kiệm xăng, đặc biệt là mình rất ưng ý, và mình đã chia sẻ anh em về những cái nói chung là những cái ưu điểm của nó. Và mình biết một số bạn cũng hiểu về vấn đề là nó đang tiết kiệm xăng, nhưng mà các bạn không biết xài đúng cách á, và các bạn để những cái chi tiết máy cũng như là những cái bộ phận mà nó ảnh hưởng tới vấn đề hao xăng. Thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn tại sao xe các bạn thường hao xăng, và mình hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với anh em về cái phần bên ngoài thôi nha. Còn cái phần nói chung là máy móc bên trong hoặc những cái thứ khác nó cần tới vấn đề là thầy thợ người ta mới biết, thì mình chia sẻ với góc độ người chạy và người tiêu dùng thôi. Ok, thì một số cái mà nó gây ảnh hưởng tới vấn đề hao xăng của anh em, đó là đầu tiên đó là phần xăng. Xăng ở đây đó là xăng các bạn đổ vào cái xe của mình á. Và xăng thì thường anh em đổ những cái xăng đụng đâu anh em đổ đó, hoặc anh em cứ đổ theo dạng giống như đi đường, mình gặp chỗ nào thuận tiện mình cứ đổ. Và anh em đổ thì thường anh em đổ có thể nhiều anh em không chưa biết thì anh em đổ cái xăng A92 nó hơi rẻ một xíu, hay là E5, hay là đổ các kiểu. Nói chung là các bạn đổ không có đồng nhất một cái loại xăng nào đó, thì nó sẽ gây ra lúc mà anh em đổ xăng này thì nó sẽ chạy theo kiểu này, và anh em đổ xăng khác thì nó chạy theo kiểu khác, và cái lượng hao hụt nó sẽ khác nhau. Và cái thứ về vấn đề mà xăng á, đó là anh em đổ mà anh em đôi lúc những cây xăng mà mình không biết, nói chung là vấn đề này nó hơi nhạy cảm. Một số cây xăng thì đôi lúc nó đổ cũng chưa có thật sự chính xác nữa. Về cái thông số nó ghi trên cái màn hình thì chỉ có họ mới biết thôi, mình thì mình nhìn về bên ngoài thôi, còn bề nổi bên trong phần kỹ thuật họ có thể điều chỉnh như thế nào mình làm sao mình hiểu được. Đôi lúc anh em đổ 30, 40, 50 nhưng mà thực tế cái lượng xăng nó vô bình anh em là bao nhiêu, cái đó mới quan trọng. Chỉ là khi chúng ta, các bạn để ý thật sự á, các bạn là khi các bạn đổ xăng, ví dụ đổ 20, 30 thì cái mức xăng nó chạy lên chỗ nào, anh em nên để ý cái phần cây kim nó chỉ cái mức xăng á, thì anh em sẽ đổ và biết cái lượng xăng nó có chính xác vô cái bình xăng của mình hay không. Thì anh em chạy anh em nó biết nó cái số lượng nó có giảm hay không nữa, chứ anh em chạy anh em cứ cảm giác không. Tất cả các sự hao xăng cái gì đó anh em phải đo bằng thông số là anh em thấy nó tụt mức nào, chứ anh em cứ cảm giác chạy sao nó hao quá, nhưng mà thực tế cái cảm giác mình đâu biết được, mình chỉ phải đo bằng cái thông số, bằng cái kim trên đồng hồ á thì anh em mới chính xác được nha. Ok, đó là vấn đề xăng. Và mình có cảm giác cũng như cái kinh nghiệm mà mình về vấn đề xăng á, là anh em đổ càng nhiều xăng, cái bình xăng các bạn càng đầy á, hoặc anh em càng full á, thì các bạn chạy xăng nó sẽ tiết kiệm nhiều hơn là các bạn đổ ít nha. Các bạn đổ mà 20, 30 thì nó chạy hao xăng nhiều hơn các bạn đổ đầy bình thì nó lâu hết, và lâu hết thì nó dạng giống như đầy bình thì chạy nó xuống ít hay sao á, mình không hiểu, nhưng mà thấy chạy đổ đầy bình thì chạy rất tiết kiệm xăng luôn nha. Ok, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai á, là anh em biết á, đó là vấn đề về cái phần buji nha. Buji cũng ảnh hưởng tới vấn đề xăng lắm. Khi mà cái buji các anh em đánh lửa tốt, và buji các anh em xài buji phù hợp với cái xe Jupiter của mình á, thì nó đánh lửa tốt và nó sẽ làm cho, nói chung là vấn đề máy chạy nó sẽ tiết kiệm xăng nhiều hơn nha. Đó là vấn đề buji. Buji cực kỳ quan trọng. Theo đó là vấn đề thứ ba đó, và vấn đề ảnh hưởng tới vấn đề hao xăng á, đó là anh em hãy xem lại cái phần lọc gió của mình nha. Cái phần lọc gió của mình nó làm cho không khí vào trộn vào với xăng á, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là xăng có được trộn đều hay không. Nên anh em hãy kiểm tra phần lọc gió của mình. Nếu mà anh em xài cái phần lọc gió lâu quá thì anh em nên thay. Vì là và lọc gió nó cũng, nói chung là nó cũng rẻ, nó tầm 5-60, 60-70 gì đó. Và anh em nên kiểm tra hoặc vệ sinh, như lúc trước mình đã có video mình vệ sinh cái phần lọc gió đó. Và phần lọc gió nó ảnh hưởng tới vấn đề hao xăng nha. Vấn đề thứ tư á, đó là anh em nên để ý đó là cái phần lớp xe này nha.
lớp xe, hai cái lớp xe trước và lớp xe sau. Đó, như anh em cũng biết á, tại phần lớp xe thì anh em cũng không có để ý, và phần lớp xe nó ảnh hưởng tới vấn đề các anh em di chuyển có được hay không nữa, và vấn đề hao xăng hay không nha anh em. Vì cái phần lớp xe đó, khi mà nhiều anh em chạy thời gian anh em không có để ý và anh em không có bơm thường xuyên á, thì nó sẽ làm cho cái xe nó mềm, và khi anh em chở nặng thì nó sẽ kéo theo là nó cái lực máy nó phải gọi là nó phải làm việc nhiều quá, thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề hao xăng và tốn xăng nhiều nha. Nên anh em bơm lớp xe này nè, thì theo mình á là anh em khi mà bơm lớp á thì anh em bóp vào đây nè, bóp tay vào và thấy nó có cái độ hơi mềm mềm và anh em có thể bóp nổi nha, bóp mà nó ấn vô chút xíu bóp nổi á, thì cái đó là ok nha. Chứ đừng nói các anh em bơm quá tớn là bóp vô nó cứng như gốc cây á, thì anh em sẽ chạy nó hơi cái đầu á, cái đầu xe này nè nó hơi giống như nó hơi chao đảo, là do anh em bơm lớp xe cứng quá nhiều. Anh em nên bơm lớp xe hơi cứng thôi, bóp vào cái tay mà các anh em cảm thấy bóp vào được á là ok, chứ đừng có bóp vào sát quá thì nó hơi mềm. Đó là phần lớp xe nên anh em nó gây vấn đề hao xăng nha. Theo á, nó gây vấn đề hao xăng á, đó là anh em biết á, đó là phần tay ga. Mà tay ga là vấn đề mà ảnh hưởng tới vấn đề xe có mạnh hay yếu nữa, đó vấn đề tay ga nè. Anh em lên ga xuống ga, giờ anh em chạy nói chung là cứ chạy theo kiểu là lúc mà hứng, lúc mà không hứng. Thì lúc các bạn vui, lúc các bạn buồn, đủ thứ chuyện hết. Thì các anh em cứ lên ga theo cái dạng như theo cảm tính thôi. Hoặc thôi theo đường đông, đường vắng thì các anh em cứ chạy, lúc thì chạy 80, 90, lúc thì chạy 20, 30 thì xăng nó xuống nó sẽ không có đều, và lúc thì nó chạy lớn quá thì xăng nó xuống mạnh thì nó sẽ hao xăng. Đó, vấn đề đó cực kỳ ảnh hưởng. Anh em nên chạy, nếu vấn đề anh em kỹ và muốn tiết kiệm xăng thì anh em nên chạy đều một mức ga và lên ga xuống ga giống như là không có đột ngột lắm, thì nó sẽ giúp cho anh em tiết kiệm vấn đề xăng nha. Đó là vấn đề ga. Biết đó là vấn đề anh em chở quá nặng nha, đặc biệt là anh em chở nặng nhưng mà anh em đi những con đường mà nó sốc hoặc nó gồ ghề hoặc ổ gà ổ dịch nhiều quá thì cái xe các bạn sẽ bị lắc nhiều, và lắc nhiều thì lượng xăng nói chung là nó xuống lúc nhiều lúc ít, thì lúc không xuống luôn nữa. Nó làm cho xe các bạn lắc quá nhiều, và anh em chở nặng thì ta nói sức người có hạn thì sức xe nó cũng sẽ có hạn, thì anh em chở nặng quá thì nó kéo máy nhiều quá thì nó sẽ gây hao xăng. Đó là vấn đề đương nhiên rồi. Ok, đó là vấn đề gây hao xăng. Vấn đề gây hao xăng nữa đó là anh em nên để ý, đó là anh em cũng biết á, thì khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta sung sức, thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng lướt qua nhiều cái thứ bệnh hoạn hay này nọ các kiểu. Còn già cả thì lúc các bạn sẽ hơi bị chậm chạp chút xíu và làm việc nó cũng hơi ì, thì chiếc xe nó cũng vậy thôi. Thì khi mà các bạn chạy lâu quá, xe các bạn chạy nhiều hoặc xe các bạn cũ quá thì vấn đề đó là chắc chắn hao xăng rồi. Nên anh em để ý cái phần hao xăng đó và mình phải chấp nhận thôi. Lớn tuổi thì mình phải chấp nhận, xe cũ quá thì anh em một anh em phải dọn lại, hai là anh em phải mua xe mới thì nó sẽ tiết kiệm xăng. Ok, đó là vấn đề gây hao xăng tiếp theo. Và thêm một vấn đề gây hao xăng mà anh em nên để ý đó, đó là cái vấn đề là nhiều anh em không có biết, anh em cứ chạy là theo kiểu là giống như các anh em chạy xe của mình chạy quá tốt, một lít xăng anh em có thể chạy được tầm 50-60 cây, mà anh em cứ tưởng là không biết xe mình có chạy hao xăng lắm không. Nhưng mà thực tế mình chia sẻ cho anh em biết á, nếu mà chiếc xe bình thường của anh em mua xe mới á, thì một lít xăng anh em chạy từ 50-60 cây là xe anh em quá tốt nha, tiết kiệm xăng quá nhiều, nên anh em nên cứ vậy mà phát huy thôi. Còn nếu mà anh em chạy thời gian mà anh em để ý mà anh em đo thử nha, thì cái mức xăng á, một lít nó còn khoảng chừng 30-40 cây số á, thì cái vấn đề tiết kiệm xăng của anh em nó bị giảm nha. Xe anh em đang nằm ở chế độ là hao xăng nha, nên anh em phải cân nhắc và coi lại, chứ vấn đề đó quá bình thường rồi. Ok, thì khi mà anh em chạy xe á, thì cái phần nhông sinh dễ, nếu mà anh em chọn đúng cái phần nhông sinh dễ hợp với cái xe Jupiter của mình á, thì cái phần nhông sinh dễ nó sẽ giúp cái đường truyền và cái độ mạnh xe khi mà anh em chạy á, thì nó sẽ lướt qua rất nhiều, và cái phần đó nó sẽ giúp anh em tiết kiệm xăng luôn nha. Nên anh em hãy cân nhắc cái phần nhông sinh dễ của mình. Nếu mà nhông sinh dễ các bạn
quá gọi là quá cũ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới tới cái phần đường truyền và máy nó sẽ chạy hơi ì, thì ì á thì nó sẽ làm cho xe các bạn hao xăng. Ok, đó là vấn đề gây hao xăng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video này. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì nãy giờ mình chia sẻ với anh em về cái vấn đề gây hao xăng và một số anh em hiểu để anh em có thể là khắc phục xe của mình để nó giảm bớt vấn đề hao xăng và anh em có thể tiết kiệm được một số tiền để chúng ta có thể mua sắm hoặc đi làm những công việc khác, hoặc anh em có thể có bộ bịch chỉ dẫn đi ăn uống từ vấn đề tiết kiệm xăng. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ với anh em về vấn đề gây hao xăng và anh em cứ khắc phục thì nó sẽ làm cho các bạn tiết kiệm xăng. Ok, thì nếu anh em cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì nếu mà anh em nào chưa có đăng ký thì anh em cứ đăng ký theo dõi kênh của mình sẽ ra những video tiếp theo nữa. Ok, xin chào tất cả các bạn.